Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Hùng đây. Ở trong cái video này thì Hùng sẽ giới thiệu cho anh chị một trong những cái cuốn sách Hùng đang cầm trên tay, rất là tuyệt vời. Cuốn sách có tên là Người Dám Cho Đi, The Go Giver. Thì mình đọc rất là nhiều sách. Thì đây là một trong những cái cuốn sách mà mình thấy rất là dễ đọc. Tại sao lại dễ đọc? Dễ đọc không phải là vì ngôn từ ở trong này là nó dễ dãi rồi là dễ đọc, mà dễ đọc là vì ở trong câu chuyện này thì nó là kể lại một cái câu chuyện về một anh chàng có tên là Joe. Đấy. Và anh chàng này thì được một người đàn ông có tên là Pinda, và ông ấy đã giúp cho anh chàng này áp dụng 5 quy luật ở trong này, gọi 5 quy luật thành công tột đỉnh. Đó. 5 quy luật thành công tột đỉnh, và khi anh chàng Joe áp dụng và anh đã tạo ra được cái sự bứt phá, tạo sự đột phá trong cái hoạt động kinh doanh. Từ một người đã vật lộn ở trong vấn đề là tài chính, trong vấn đề đó là hợp đồng, trong vấn đề đó là doanh số rồi là rất nhiều áp lực để trở thành một CEO với một cái doanh nghiệp mà cực kỳ là phát triển với cái phạm vi hoạt động là trên toàn cầu. Đấy, ok. Thì bây giờ thì Hùng sẽ review cuốn sách này, và mình tin chắc rằng là khi các bạn áp dụng 5 cái quy luật này đấy, vào trong cái cuộc sống, trong công việc, nó sẽ giúp cho bạn tạo ra rất là nhiều những cái điều tuyệt vời. Ok. Thì cái điều đầu tiên ấy, cái điều đầu tiên đó, thì trong cái video này nó sẽ là 5 quy luật của thành công tuyệt đỉnh. Thì quy luật đầu tiên mà Hùng muốn chia sẻ cho anh chị đó là quy luật về giá trị. Đó. Và thực sự Hùng rất là thấm cái câu này, và Hùng đã áp dụng nó. Và đó cũng chính là lý do mà Hùng tạo ra cái video này. Đấy là lý do tại sao Hùng lại tạo ra cái video này. Thì ở trong cái quy luật giá trị có nói cho chúng ta biết được là giá trị của bạn được quyết định bởi giá trị mà bạn cho đi, chứ không phải ở giá trị mà bạn nhận được. Đấy. Ok, các bạn nghe rõ nha. Giá trị của bạn được quyết định bởi giá trị mà bạn cho đi, chứ không phải giá trị mà bạn nhận được, các bạn nha. Đấy, đây là quy luật giá trị nha. Đây là quy luật thứ nhất trong 5 quy luật thành công tột đỉnh. Thì quy luật đầu tiên chính là quy luật giá trị, tức là giá trị chính là giá trị thật của bạn được quyết định. Đây là bạn, các bạn nghe rõ nha, giá trị thật của bạn nha. Giá trị thật của bạn được quyết định bởi giá trị mà bạn cho đi, chứ không phải giá trị mà bạn nhận được, đúng không ạ? Là giá trị thật nha, bạn nên tách nghĩa là giá trị thật. Có rất là nhiều một vài anh chị sẽ nói rằng giá trị của tôi là tôi được kiếm được nhiều tiền, giá trị của tôi phải có một doanh nghiệp lớn, tôi có rất nhiều bất động sản, tôi phải có rất nhiều mối quan hệ. Ok, đấy là cái quan điểm của cá nhân đấy. Tuy nhiên ở trong cuốn sách thì có chia sẻ cho chúng ta biết được là một cái key, và mình thấy key này rất là hay và nó cũng đầy tính nhân văn ở trong đấy. Giá trị thật của bạn được quyết định bởi giá trị mà bạn cho đi, chứ không phải giá trị mà bạn nhận được. Và mình thấy ở thời điểm hiện tại, thời điểm 4.0, thời điểm Internet, thời điểm online, thời điểm Internet vạn vật, giá trị mà bạn cho đi càng đúng. Tại đây ví dụ khi mà bạn quan sát nha, những người mà họ cho đi rất nhiều trong thị trường, họ tạo ra những nội dung hay ở trên YouTube, họ bỏ rất nhiều tiền cho quảng cáo và họ mang rất nhiều giá trị cho khách hàng, đúng không ạ? Hoặc là những doanh nghiệp quảng cáo rất là nhiều và những cái sản phẩm của họ, đúng không? Hay là những cái kiến thức, những cái kỹ năng, hoặc là những cái thông tin của họ chia sẻ cho khách hàng, đúng không? Đó. Và khi mà họ chia sẻ được càng nhiều giá trị, chia sẻ được càng nhiều nội dung hữu ích, và khi khách hàng họ áp dụng được thật là nhiều những cái điều đấy vào trong cuộc sống và giúp cho họ có được sự thay đổi, thì đấy mới là cái giá trị thật được. Đó, đấy là giá trị thật mà họ có được nha. Và đấy là giá trị của họ cho đi, chứ không phải là giá trị họ nhận được. Đó, cái giá trị thật nó nằm ở giá trị mà họ cho đi, tức là giá trị để giúp cho được những người khác có được cái sự thay đổi trong cuộc sống, trong công việc, vân vân. Ok, đó, các bạn nhớ nhá, quy luật thứ nhất là quy luật giá trị. Quy luật thứ hai là quy luật bù đắp.
Đây là một trong những cái quy luật rất là tuyệt vời. Và các bạn có thể quan sát, các bạn có thể quan sát những cái thứ xung quanh, xem, quan sát và đưa ra những cái nhận xét để có thể là có tính khách quan trong này. Ở trong quy luật bù đắp có chia sẻ như sau: thu nhập của bạn được quyết định bởi số người bạn phục vụ và cung cách bạn phục vụ. Đấy, các bạn nha, các bạn nghe rồi nha. Thu nhập của bạn được quyết định bởi số người bạn phục vụ và cung cách bạn phục vụ, đúng không? Bạn đâu đấy bạn sẽ nhìn thấy được cái quy luật bù đắp này, nó là trong cái cuốn sách, ở trong cái cuốn sách của Adam Khu, trở thành tỷ phú từ tay trắng, đúng không? Tay trắng trở thành tỷ phú, đúng không? Đấy, thì trong đấy nó cũng có chia sẻ cho chúng ta đó, trong cuốn sách cũng chia sẻ cho chúng ta đó là thu nhập của bạn nó sẽ tỷ lệ thuận với lại cả số khách hàng mà bạn phục vụ, đúng không? Quy mô của thị trường, đúng không? Đấy, số khách hàng của bạn mà bạn phục vụ, quy mô thị trường. Thì đây là một câu hỏi cũng tương tự như thế. Tuy nhiên, quy mô rộng chưa đủ mà nó còn phải là cung cách bạn phục vụ. Đấy, các bạn nhớ nhớ nha. Thu nhập của bạn được quyết định bởi số người bạn phục vụ và cung cách bạn phục vụ. Đấy. Và đây cũng chính là cái lý do tại sao Hùng lại làm video này. Và Hùng làm video này với một cái tâm thế đó là làm sao để có thể là trong một cái khoảng thời gian ngắn có thể mang đến cho bạn để bạn hiểu được cái giá trị của cuốn sách này, đúng không ạ? Và thực sự là Hùng muốn là khi mà bạn xem cái cuốn sách này, bạn đọc nó, bạn hiểu nó, bạn hành động, bạn để bạn có thể tạo ra được những kết quả tuyệt vời. Thì đấy chính là cái điều mà Hùng mong muốn. Ok. Thì Hùng vừa chia sẻ cho các bạn mà quy luật thứ hai đó, quy luật bù đắp. Quy luật thứ ba chính là quy luật ảnh hưởng. Đấy, đây là một quy luật cực kỳ là tuyệt vời các bạn nha. Đấy. Quy luật thứ ba nói rằng, quy luật ảnh hưởng nói rằng ảnh hưởng của bạn được quyết định bởi mức độ mà bạn đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của mình. Thực sự là cái điều này thì mình thấy là trong những cái hoàn cảnh, trong những cái bối cảnh mình đã trải qua thì cái điều này mình thấy rất được ít áp dụng ở ngoài kia. Và đôi khi có những người mà áp dụng những cái điều này thường họ sẽ nhận những cái thiệt thòi về bản thân. Tuy nhiên những cái thiệt thòi đấy có thể là nó chỉ nằm ở trong ngắn hạn thôi, còn về dài hạn thì nó sẽ giúp cho họ tạo ra được những cái điều tuyệt vời. Đó, ví dụ như trong khoảng thời gian ngắn hạn thì bạn khi mà họ nhận, họ đặt quyền lợi của người khác lên và có thể họ sẽ chịu những cái rủi ro, đúng không? Đấy, tuy nhiên là sau những cái chịu rủi ro đấy và người khác mà được quyền lợi nhưng mà họ không ghi nhận thì có thể là những người như này họ sẽ nhận ra được những cái bài học, và sau đó thì những cái cho những cái thương vụ sau thì họ sẽ có những cái nhìn thấu đáo hơn về đối tác, kinh doanh, về cái sản phẩm và về dịch vụ, rồi về những cái cách thức để có thể là kết hợp và mang lại cho họ cái sự an toàn nhất. Đấy, thì cái trong cái quy luật thứ ba là quy luật ảnh hưởng có nói rằng là ảnh hưởng của bạn được quyết định bởi mức độ mà bạn đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của mình. Và khi chúng ta đặt cái quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của mình ấy, thì mình sẽ làm mọi cách để có thể giúp cho người khác có được cái kết quả tốt nhất. Và khi người khác có kết quả tốt nhất thì họ sẽ quay trở lại để có thể giúp đỡ mình, có thể hỗ trợ mình. Hôm nay ví dụ như này, khi mà bạn xem cái video này và bạn thấy bạn áp dụng những cái kiến thức, bạn áp dụng những cái quy luật này và bạn thấy rằng là nó thực sự là hiệu quả với mình. Tôi lấy ví dụ như bạn là đang làm trong lĩnh vực bán hàng, đúng không? Thay vì bạn sẽ cạnh tranh với chính những cái đồng nghiệp của bạn, thì thay vì bạn sẽ thay đổi góc nhìn đó. Thay vì bạn cạnh tranh thì bạn sẽ chuyển sang là giúp đỡ và luôn luôn đặt cái lợi ích của cái đối tác của bạn lên trên hàng đầu. Đấy. Và bạn có tin rằng không, nếu như mà bạn đặt cái đối tác của bạn lên hàng đầu và khi mà họ làm việc và họ có được những cái kết quả tuyệt vời thì họ sẽ là biết ơn mình, cũng như là họ sẽ quay trở lại để giúp đỡ mình. Hay đơn cử ví dụ như là cái việc này thì bạn sẽ thấy rất là rõ, nếu như bạn đặt cái lợi ích của khách hàng của bạn lên trên cái lợi ích của bản thân bạn, đúng không? Đấy, lên trên cái quyền lợi của bạn
đấy, thì bạn sẽ hành xử với khách hàng một cách hoàn toàn khác, bạn sẽ giao tiếp với khách hàng một cách hoàn toàn khác, bạn sẽ tìm mọi cái, bạn sẽ tìm mọi cái lợi ích mà khách hàng có thể nhận được khi mà tham gia cái kinh doanh cùng với bạn, hay là khi mua cái sản phẩm của bạn đấy. Và khi mà khách hàng nhận thấy được là cái tâm tư, cái tình cảm của bạn dành cho khách hàng đó, và luôn luôn mong muốn cái điều tốt nhất cho khách hàng, thì khách hàng sẽ rất là yêu quý bạn và họ sẽ mua hàng của bạn, và họ sẽ mua hàng của bạn rất là nhiều lần. Ok, đó thì cái quy luật ảnh hưởng mà trong những quy luật mình thấy rất là tuyệt vời, và các bạn có thể áp dụng cái quy luật này nhá. Ok, quy luật thứ tư là một trong những quy luật mình thấy cũng thực sự là rất là hay các bạn ạ, đó là quy luật sống thật đó. Thì ở trong quy luật sống thật có chia sẻ cho chúng ta như sau: món quà quý giá mà bạn có thể cho người khác chính là bản thân bạn. Các bạn đợi nghe lại nha. Món quà quý giá mà bạn có thể cho người khác chính là bản thân bạn các bạn nha. Đó, các bạn thấy có tuyệt vời không? Wow. Ở trong cái câu chuyện ở trong cuốn sách thì cũng có chia sẻ về một người rất thành công, một người phụ nữ nuôi con đơn thân rất thành công trong lĩnh vực bất động sản, và bà ấy trở thành một người gần như là có vị trí thứ nhất trong lĩnh vực là đầu tư bất động sản, đào tạo bất động sản ở cái khu vực thành phố đấy đấy. Và bà ấy bắt đầu bằng cái việc là nghề môi giới bất động sản các bạn nha. Và khi bà bắt đầu bằng nghề môi giới bất động sản thì sau rất là nhiều tháng, tức là gần một năm trời ấy, bà không bán được một cái ngôi nhà nào cả. Và khi bà ấy được cả các cái người lãnh đạo hướng dẫn cho bà ấy những cái cách thức chốt sale, những cái kỹ thuật chốt sale đó, tuy nhiên bà ấy áp dụng và không thành công. Và bà ấy nghĩ rằng là mình sẽ không có cái tài năng, mà mình không phù hợp với cả lĩnh vực môi giới bất động sản, và bà ấy nghĩ rằng là mình sẽ bỏ công việc đấy. Và ngày cuối cùng mà bà ấy làm cái công việc này, đó là đó chính là bà ấy hôm đấy bà lái xe và bà ấy đến nhà khách hàng các bạn nha, lái xe và đến nhà khách hàng và dẫn khách hàng đi xem nhà, và bà ấy tiếp cận với khách hàng với một cái tấm chân tình rất là chân thật các bạn nha. Đó, và bạn ấy nói, bà ấy nói về những cái ưu điểm và những cái nhược điểm của ngôi nhà này có thể mang lại cho khách hàng đó. Và khi khách hàng thấy được cái người này họ bán hàng họ không chăm chăm vào cái việc là ép khách hàng, ép người ta phải mua, mà bà ấy rất là chân thành và rất là nhiệt tình để có thể là giới thiệu về cái bất động sản đấy, và cuối cùng thì bà đã chốt được cái siêu rất thành công, và bà có được, và sau này bà trở thành một người rất là thành công trong lĩnh vực bất động sản đó. Thì đấy là một trong những cái câu chuyện mà ở trong cái cuốn sách này có chia sẻ, và trong cuốn sách này có rất là nhiều những câu chuyện khác nữa, bạn có thể tìm cái bản PDF hoặc là mua sách để có thể đọc nó. Cuốn sách này là của nhà xuất bản trẻ các bạn nha. Ok, đó là quy luật sống thật. Ok, như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn năm quy luật để có thể là thành công tột đỉnh ở trong cuốn sách Người Dám Cho Đi đó. Nếu như mà chúng ta làm theo cũng như là năm cái quy luật này thì tôi tin chắc rằng nó sẽ giúp cho bạn có được cái sự đột phá trong công việc và trong cái cuộc sống của chính mình. Xin cảm ơn bạn đã xem video này. Chúc bạn thành công. Đừng quên, nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy like và share để cho nhiều người bạn của bạn cũng được biết về 5 cái quy luật thành công tuyệt đỉnh này. Rất là tuyệt vời đúng không? Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.